Rất vui mừng chào đón quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Trong bữa cơm, nhận ra ai là kẻ tiểu nhân, ai là người quân tử. Cách ăn nói lên tính cách và số phận. Thưa quý vị, con người ai cũng thường cố che giấu tính xấu, nhưng tất cả sẽ được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt. Tại nơi làm việc, ai cũng đeo một lớp mặt nạ cẩn trọng từ lời ăn đến tiếng nói, nhưng bữa ăn luôn là thời gian thư giãn và thả lỏng nhất. Nâng chén vài ngụm, nhấc đũa vài lần, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản tính người khác vô tình bộc lộ ra ngoài. Đa số người thành công tự tìm ra cơ hội lớn trong những bữa ăn, xây dựng quan hệ thông qua các buổi tiệc. Người thường thường bậc trung chỉ biết ngồi im một góc, tập trung ăn uống mà thôi. Còn với kẻ ăn tục nói phét, rượu vào lời ra, muôn đời chỉ có thể thất bại, mất hết mặt mũi, không ai muốn xã giao. Thứ nhất, cách nhìn người qua cách ăn uống. Người ăn quá nhanh, người ta thường nói, người ăn quá nhanh thường là người vất vả vội vàng. Trong cuộc sống dù bận rộn hay không, họ cũng ăn một cách nhanh hơn bình thường. Về cuộc sống người này cũng chu toàn, họ ăn nhanh để dành thời gian lo cho những việc khác nữa. Cuộc sống của người này về sau có giàu có ăn nhàn thì lúc nào cũng tất bật, nhìn không thấy sự sung sướng thong thả. Thứ hai, ăn quá chậm. Người nào ăn quá chậm chứng tỏ họ đã là người sướng từ trong trứng nước, hoặc tính tình cũng vô tư vui vẻ thông dong. Người xưa thường nói, người chậm chậm về sau sẽ an nhàn, không phải khổ, không ôm việc, việc gì cũng không đến tay họ. Cuộc sống xưa kia chắc chắn sung sướng, được cưng chiều. Thứ ba, người ăn nhai phát ra tiếng động. Ai ăn thường phát ra tiếng động? Ai ăn thường phát ra tiếng động thể hiện sự thiếu lịch sự, là người thường được cho là lười biếng, không đảm đang, không biết làm việc gì. Người này nếu là đàn ông thì chỉ ăn ngủ là thích, không tu chí làm việc kiếm tiền. Là phụ nữ cũng lười chạy thay, không phải giỏi nữ công gia chánh. Trong cuộc sống họ cũng không giỏi tính toán làm ăn, không giỏi giao tiếp, và đặc biệt là nhìn người đã không toát lên sự linh hoạt, nhạy bén. Thứ tư, ăn uống hay bị rơi vãi. Người có tướng ăn này thường là người hay ăn nói linh tinh, tâm tính cũng không ổn định. Trong cuộc sống họ thường không quyết đoán, không bao giờ có chính kiến để đưa ra những quyết định rõ ràng. Cuộc sống của họ có nhiều vấn đề nhất là không bao giờ ngăn nắp, gọn gàng. Về hình thức người này không thể nào thu hút được đối phương. Thứ năm, ăn thong thả, nhai kỹ, nhìn có phong thái lịch sự. Chỉ cần nhìn cách ăn này cũng biết đây là người có tính tình nhẫn nại, từ tốn, lễ độ. Trong cuộc sống họ thường rất được lòng người khác vì sự ôn hòa, nhu mì, biết lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là người luôn biết tiết chế cảm xúc của mình, không để người khác làm cho mình mất bình tĩnh, rồi xử trí tình huống mất kiểm soát. Tố chất lãnh đạo ở người này rất nhiều, thế nên trong tương lai họ có thể có uy quyền, gặt hái được nhiều thành công. Trên đây là tướng ăn cơm nói lên tất cả tính cách của con người. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị hoan hỷ like, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.